Không biết mọi người đã có nghe câu này bao giờ chưa? Đó là chúng ta không có chọn nuôi mèo đâu, mà là mèo chọn chúng ta. Thì ở tập này Hiếu muốn chia sẻ một xíu về cái trải nghiệm của mình khi mình nuôi mèo. Làm sao để biết những Xin chào cả nhà, cảm ơn mọi người đã ghé thăm góc của Hiếu ngày hôm nay ở tập số 5 Thì như đã nói ở phần giới thiệu, ở tập này Hiếu muốn chia sẻ với mọi người về cái trải nghiệm của mình khi mình nuôi mèo Đêm hôm đó là vào khoảng 2 rưỡi 3 giờ sáng Thì Hiếu có lướt điện thoại tại chưa ngủ được Hiếu thì có ở trong một vài cái group động vật Chó mèo rồi cứu trợ động vật Nói chung là liên quan đến chó mèo mình lướt thì mình thấy Cái trường hợp của Kem này Lúc đấy là trong group đó Anh này anh ấy có đăng là Kem bị tạt nước sôi ở quận 8 Bị tạt nước sôi mà may mắn được Các cô ở khu chợ đó cứu Sau đó là hiện tại thì đang Chữa trị ở một cái trạm thú y Bên Bình Thạnh thì Hiếu có liên hệ với anh đó Lấy số điện thoại rồi Hỏi han địa chỉ để mình qua thăm Và mình nhận nuôi bé Thì cái buổi chiều đầu tiên Mà Hiếu qua thăm Kem ấy, Trời ơi vừa mới thấy mình thôi Mà lúc mà được nhấc ra khỏi lòng các em trồm ra mà ôm choàng này hiếu luôn á và lúc đấy mình thấy chói bất ngờ tại vì lần đầu tiên gặp được một con mèo mà nó có cái hành động đấy với mình ấy hiếu không biết mọi người sao nhưng mà với hiếu mèo mà có hành động đấy là 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 hơi lạ tức là không biết chưa từng gặp chưa từng gì cả chưa từng tiếp xúc chưa từng cho ăn gì hết mình cảm giác như giống như là kem biết hiếu đến để đón kem vậy đó nhưng mà ngay hôm đấy đã được đón về đâu mình phải để kem ở đó chữa trị thêm một hai tuần nữa tạm biệt kem đi về mấy ngày sau hiếu quay lại thì cái ngày mà hiếu quay lại đó là kem đang ngủ trong lòng nha ngủ say sưa tự nhiên mở mắt ra ngồi dậy nhìn hiếu xong rồi với tay ra khỏi cái lồng với với hiếu vào vậy đó xong hiếu lại bất ngờ một lần nữa cái cảm giác nó nó lạ lắm kìa nếu như mọi người tưởng tượng được ra cái lúc đó hiếu thấy kem rất là hiểu chuyện cảm nhận được chuyện là hiếu sẽ đến để đón kem về nhưng mà vẫn chưa được đón về ngày thứ hai quay lại đó vẫn chưa được đón về bác sĩ vẫn bảo là phải điều trị thêm một thời gian nữa chắc phải đợi lúc đấy là phải đợi thêm một tuần hơn nữa hay sao thì sau cái ngày thứ hai hiếu tới thăm kem đến ngày hiếu đón về đó lúc mới về nhà là kem đã quấn hiếu liền luôn rồi thì nguyên cái buổi tối mà hiếu đón kem về thì nguyên cái đêm đó là Hiếu cứ nằm với kem không có nằm tới sáng nhưng mà nằm với kem lúc buổi đêm thôi sau đó là đưa kem vào lòng Cái ngày đầu tiên Hiếu đón kem về đó là những ngày sau đấy vết thương vẫn còn chưa lành hẳn nha nó chỉ là nó co vào mà và nó còn một cái vệt cỡ ngón tay út đó. nó vẫn là một vết thương hở nha mà đón bà ấy về bà ấy nghịch chơi đùa dỡn ngã lên ngã xuống chạy lên cầu thang chạy xuống cầu thang cứ xoành xoạch xoành xoạch như chưa từng bị tạt nước sôi vậy đó cứ chạy loanh quanh nhà chạy cuồng loạn lên mà cứ ngủ ngày cày đêm thôi, chưa kể là lúc động dục trời đất ơi vừa đây vừa mới đây thôi, kem là mới hết động dục gần đây thôi, còn lúc động dục kêu theo cữ cứ năm mười phút kêu một lần, năm mười phút kêu một lần. thật ra trước đấy là hiếu đã được cảnh báo về cái tiếng kêu của mèo trong thời kỳ động dục rồi, nhưng mà mình nghĩ là chắc nó cũng chẳng đến nỗi nào đâu, nó cũng chỉ tới đó thôi, tiếng mèo thì nó cũng chỉ tới đó thôi, nhưng không cái tiếng lúc động dục của nó nó phải gấp 10 lần cái tiếng nó lúc bình thường gấp không phải về âm lượng mà nó gấp về cái sự thảm thiết như trong phim kinh dị luôn đó mọi người cứ thế thôi đấy là, nó là cái khoảng thời gian không thể quên được đối với hiếu mọi người nói hiếu nên cho mèo đi triệt sản nhưng mà hiếu có hỏi kem rồi hiếu bảo kem bây giờ thế con có muốn triệt sản không nếu muốn thì kêu mèo một cái nhưng mà kem không kêu meo tiếng nào nên hiếu nghĩ chắc kem cũng không muốn bị triệt sản đâu bởi vì không ai tự nhiên muốn trao cái cơ thể của mình cho một người khác để người ta muốn làm gì thì làm hết nên hiếu nghĩ là không có con nào muốn mình bị thiến hay muốn mình bị triệt sản cả đơn giản vì những người nuôi nó cảm thấy quá mệt mỏi nên người ta mới phải bất đắc dĩ làm chuyện đó thôi nên hiếu cũng đang suy nghĩ về chuyện cho kem đi triệt sản để xem nếu như mà lần tới kem động dục mà mà Hiếu vẫn bị suy chết nặng như lần một thì chắc là Hiếu phải cho đi triệt sản thật. Không triệt sản thì lỡ một ngày đẹp trời, bà ấy sống ra ngoài rồi bà ấy vác bụng bầu về. Lúc đấy thì lại khổ cả con, khổ cả bố. Thôi thế phải triệt sản đấy mọi người ạ. Không để thế được đâu. Thôi kêu chuyện triệt sản đấy là câu chuyện sau này đi. Giờ Trải qua cái giai đoạn động dục rồi thì kem rất là dễ thương, đáng yêu, rất là hiền lành ngoan ngoãn. Thật sự là nuôi kem rồi thì mình thấy mình cũng có trách nhiệm hơn, học được cái sự kiên nhẫn và cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với những cái lựa chọn của mình ấy. Giống như là những cái lúc mà kem nghịch, nghịch lắm, những cái lúc mà nó nghịch quá, nó cứ chạy loạn lên rồi vỡ cái này vỡ cái kia. Thì lúc đấy mình nếu là mình trước đây thì mình sẽ kiểu bực mình, khó chịu. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ, đấy là lựa chọn của mình mà, mình đã quyết định làm như vậy, mình đã quyết định kêu mang nó thì mình phải chấp nhận, không được có cái suy nghĩ là trách móc hay là trách cứ hay là bất kỳ một cái gì, tại vì cái đấy là lựa chọn của mình. Nó dạy mình sống có trách nhiệm, có trách nhiệm với những lựa chọn mà mình đã đưa ra. Đó là bài học mà kem dạy cho mình. Một cái bài học nữa đó là khi mà mình quan sát kem này, tức là lúc ăn nó biết ăn, lúc ngủ nó biết ngủ, lúc chơi là nó chỉ biết chơi thôi, nó chẳng quan tâm gì. Nó chơi chơi tới bến thì thôi. Nhưng mà mình thì sao? Mình lúc ăn thì nghĩ đến ngủ, lúc ngủ thì nghĩ đến làm, lúc làm thì nghĩ đến chơi. Mình còn không bằng nó, mình còn thua nó ở cái khoản là nó hoàn toàn tận hưởng những cái khoảnh khắc mà nó làm những việc nó đang làm, nhưng mình thì không được như thế kết luận lại thì kem nó là một cái duyên đến với mình không phải tự nhiên một ngày đẹp trời mình lướt facebook mình thấy một cô mèo mình thấy một con mèo mà mình lại muốn mang nó về nuôi cũng không phải tự nhiên mà kem nó lại ôm chầm lấy mình ngay buổi đầu tiên mình gặp tức là mọi cái nó xảy ra nó đều là một cái duyên gì đó Hiểu nghĩ mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau bởi vì mỗi một chú mèo, mỗi một chú chó đều có những tính cách khác nhau nha Không có con mèo con chó nó có tính cách giống nhau hết Tất nhiên là nhìn chung thì nó vẫn sẽ có những cái bản năng chung Nhưng mà đi sâu vào thì mỗi một chú chó chú mèo nó sẽ có những cái phản xạ khác nhau đối với từng sự vật sự việc Nó cũng không khác con người là mấy đâu Thậm chí cái năng lượng mà nó phát ra nó còn có sự tinh khiết hơn mình rất nhiều mà mình phải học từ nó rất nhiều. Nó chỉ khác ở cái là nó không có nói được, nó không có ngôn ngữ để nói chuyện với mình. Nó không có cái ý thức và hành động như mình thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập 5 tại góc của Hiếu ngày hôm nay. Hiếu biết là Hiếu nói cũng hơi mông lung lan man không đầu không đuôi thì đây cũng chỉ là góc để Hiếu lưu lại những dòng suy nghĩ lộn xộn của mình thôi mà để vài ba năm sau hay là chục năm sau mình nghe lại mình lại thấy những hình ảnh đó hiện ra mình lại nhớ về cái thời gian này thì đấy là cái mục đích mà Hiếu làm cái podcast này Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cảm ơn sự hiện diện của mọi người ở đây cùng Hiếu tạo nên những cái kỷ niệm này Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo ha See ya.